chào mọi người đã quay trở lại với livestream của bác sĩ thẩm mỹ Lê Phước Văn ạ. Hiện tại thì em lại đang có mặt trong phòng phẫu của bác Nguyễn Nam, và bác cùng ekip vừa mới thực hiện xong một ca phẫu thuật sau 60 phút rồi ạ. Bài phẫu thuật hôm nay của em thì có bác trong tình trạng vòng một là teo lét nha mọi người. Và cái phần mà em cho mọi người xem hình ảnh trước khi làm của khách hàng đây ạ. Mô tuyến trên hầu như là không có gì, xương với da không mọi người nha, khe thì cũng không có luôn ạ. Còn cái phần xương của khách thì nó hơi gồ lên một tí về bên này nha mọi người.